chai quá bán số không dám mua nữa. Bán dầm mua ủng hộ đi, lấy đại sắp đi cô ơi. Mai đi đến ba số cô đang mày ở đây bán vé số. Nè vé số còn hạng đàng hoàng nè, đầy đủ rồi chứ không phải chơi đâu nghe. Đúng rồi, ngày mấy? Vé số thiệt không á chả? Thiệt nè. Ngày 13, 20 nè. 13 tháng 2 nè. 13 tháng 2 2020 nè. Bữa nay 12 rồi. Đây nè, để 13 nè, tháng 2 nè. Vé số còn y nguyên. Ra đây bán vé số kiếm tiền đi chơi du lịch nè. Để coi ngày lại mặt mày gian quá. Bán thiệt không mày? Thiếu được không? Thiếu đi bán với số quen biết phải cho thiếu chứ.